Chào cả nhà. Đây là tôm hùm đây, tôm hùm ở Mỹ. Cả nhà nhìn thấy giá không? Đây. Giá nè. 56.73 đô. 2 4 6 con tôm hùm thì khoảng 1 triệu 3 tiền Việt Nam. Hôm nay nhà mình sẽ ăn tôm hùm. Tôm hùm đây, đã chưa? Không có đầu, bên Mỹ này bán không có đầu nha cả nhà. Đó, tôm hùm đây. Chào cả nhà. Hôm nay Trân sẽ hướng dẫn mọi người cắt bơ, của kinh nghiệm của Trân cắt bơ nha. Đây. Bơ là thần dược đó cả nhà. Bơ là món ăn không thể thiếu của nhà mình đây. Đây là cách cắt bơ của nhà mình đây. Đây, hột nào lấy con dao xỉ vô. Chung. Dỡ ra. Đây, một cái hột. Dỡ ra. Gì lá phên. Rồi giờ mình cắt ra, lấy trái bơ ra đây. Đó, một ngày ông xã của mình sẽ ăn sáng một trái bơ và ba mẹ con của mình một trái bơ chia ra. Bơ là rất tốt cho sức khỏe, tốt cho mắt, tốt cho da, chống lão hóa, đẹp da. Rồi, đây là trái bơ hoàn chỉnh. Chào cả nhà, đây là phần ăn sáng của ông xã mình đây. Một củ khoai tây, ba cái trứng lòng đỏ trứng và một trái bơ, một nửa của buổi sáng, một nửa của buổi trưa. Đây là phần ăn sáng rất là tốt cho sức khỏe, đẹp da, trẻ mãi không già là đây. Breakfast time. Say hello Hello everyone. everyone. Welcome to our virtual home. Two, three. Chào mến chào cả nhà. Hôm nay cả nhà mình cùng với Trân nấu món tôm hùm nha. Hôm nay Trân làm 6 con tôm hùm. Trân mua ở chợ sỉ giá 56.73 đô, khoảng 1 triệu 3 tiền Việt của mình đó cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm tôm hùm sốt phô mai. Mời cả nhà cùng xem nha. Cả nhà xem giá này với giá Việt Nam mình có khác nhau không cả nhà? Chứ Trân thấy là có vẻ rẻ hơn á. Chào cả nhà, hôm nay Trân sẽ hướng dẫn mọi người cách luộc khoai lang trong lò vi sóng nha. Đơn giản, dễ làm, rất là tiện mà nó không có nhiều chất đường giống như là mình luộc ha. Giờ Trân sẽ bào vỏ. Trân sẽ làm hai cái khoai lang và khoai tây ha. Khoai lang và khoai tây Trân đã bào vỏ, rửa sạch ha. Trân sẽ bỏ vô trong dĩa và chế tí xíu nước vô. Rồi Trân sẽ lấy cái khăn giấy Trân thấm nước che lên. Rồi mình bấm, Trân sẽ bấm 6 phút trong microwave. Sau đó 6 phút thì mình sẽ mở ra, trở đầu, trở cái khoai lang lại. Và bấm thêm 2-3 phút nữa thì mình kiểm tra lấy cái nĩa. Kiểm tra xem chín chưa. Thì nó rất là ngon và tiện lợi, nhanh, gọn lẹ. Hôm nay mình sẽ làm hùm bơ sốt phô mai ha. Tôm hùm bơ sốt phô mai. Và nhà mình dùng cái loại bơ ở Costco ha, và loại phô mai mình muốn chia sẻ với cả nhà là hai loại này nè. Hai loại này đều là loại mình làm từ bò ăn cỏ cả nhà. Đây, bơ phô mai mà làm từ bò ăn cỏ thì nó sẽ có tốt hơn, có nhiều chất dinh dưỡng hơn ha. Đó, đây là hai cái loại mà nhà mình dùng mỗi ngày. Đây, để cho quay kỹ luôn cho mọi người thấy cái nhãn hiệu của nó ha. Đây, Grassfit nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy cái chữ Grassfit đây không? Đây, Grassfit là bò ăn cỏ đó. Bò ăn cỏ với bò nuôi nó có giá khác nhau đó cả nhà. Đó, còn đây cũng là Grassfit nữa là mọi người nhìn nè. Đây, Meal from Grassfit Cows là bò làm từ cái bò ăn cỏ. Có cái hình luôn con bò ăn cỏ này cả nhà. Đó. Đây là hai loại mà mình có thể nói là tốt nhất trên thị trường hiện nay và có giá cả rất là hợp lý. Giờ Trân sẽ làm tôm nha. Rồi mình sẽ rửa tôm nha cả nhà. Rồi, giờ Trân sẽ cắt ra. Cắt ở giữa cái bụng của con tôm. Cứng lắm cả nhà. Mình cắt nó ra vậy để tí nữa mình chế bơ với phô mai lên cho nó thấm. Nhà mình nông sản ăn kỹ lắm nên hở nguyên liệu đầu vào phải chọn kỹ. Rồi, thành công rồi cả nhà. Đó, mình sẽ cắt ra.
cắt ra để tí nữa mình chế phô mai với lại bơ lên. Rồi đây, xong một con tôm, xong một con tôm hùm rồi đây đó, mình lấy kéo mình cắt ra, rồi tí nữa mình sẽ chế bơ với lại phô mai lên con tôm để cho nó thấm, mình sẽ nướng. Ngon quá. Đây, và cuối cùng mình đã xong được 6 con tôm. Thì trong quyết định sẽ làm 3 con tôm nướng phô mai, 3 con tôm sốt me nè cả nhà. Coi thử ông xã thích loại nào ngon nha. Mời cả nhà đón xem nha. Đây là 3 con tôm Trang sẽ nướng phô mai. Đây là 3 con tôm sẽ làm sốt me. Và đây là bơ. Bơ Trang sẽ bấm tan chảy trong vòng 15 giây trong microwave ha, trong lò vi sóng. Và đây là phô mai Trang đã bào ra sẵn rồi đây. Giờ xong rồi rắc lên con tôm thôi. Đây là Trang đã làm bơ tan chảy xong rồi đây cả nhà. Mình sẽ cho một tí xíu tỏi, bột tỏi, tí xíu tiêu, tí xíu hành tây, bột hành tây á. Rồi, giờ mình sẽ quậy lên, trộn đều tất cả các nguyên liệu, trộn đều, trộn đều. Nhà mình khoái ăn bơ với phô mai, hai cái chất béo nó tốt cho sức khỏe. Chế là con tôm thôi. Đó, chế lên tôm. Canh vừa đủ hay ghê, giờ cho phô mai lên này cả nhà. Đó, ôi, hấp dẫn quá. Để cho tôm khỏi bị khô thì mình sẽ bao cái giấy nướng bánh lên ha. Giấy nướng bánh để lên phủ lên trước và sau đó là giấy bạc. Mình không nên để giấy bạc tiếp xúc trực tiếp với thức ăn đó cả nhà. Tại vì những thức ăn nào mà mình nêm nếm gia vị có muối á, nó sẽ bị ăn mòn cái giấy bạc á. Và cái giấy bạc thì nó mà vô thức ăn thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Nên mình muốn đảm bảo vệ sinh thì mình để cái giấy nướng bánh lên trước. Sau đó mình để cái giấy bạc lên. Đây, làm cho tôm nó không bị khô và mọng nước ha. Rồi giờ mình sẽ bỏ vô lò nướng đây. Khoai lang, khoai tây xong rồi nè cả nhà. Mới lấy từ lò vi sóng ra, bốc khói luôn. Đó, bốc khói luôn để xem chín chưa nha. Đây, mở ra. Chín luôn, wow, đã quá. Wow, lúc thịt đó. Ngon lắm cả nhà ơi, nè, chín luôn. Nghĩ châm vô là cái nào cũng chín luôn ha. Rồi. Đó, đây là cách mà Trần làm nhanh gọn lẹ và nó không có nhiều chất đường, giống như là mình làm theo cách bình thường là mình luộc. Đó, nhà Trần là chỉ có khoái ăn khoai tây lang, khoai tây thôi. 10 kg gạo mua ăn 1 năm chưa hết đó cả nhà. Tại vì toàn đa số ăn rau củ quả nhiều. Giờ mình sẽ làm tôm hùm sốt me. Cái bếp này của nhà mình có thể nấu 1 lần 4 cái nồi luôn á cả nhà. Rồi mình sẽ chế 1 miếng ha. Dầu ô liu ha. Cho miếng bơ vô dầu. Đây, và đây là dĩa tôm hùm của Trân đã xong rồi đây. Mời cả nhà ăn tôm hùm với Trân nha. Một con sốt phô mai, một con me. Đây, đây là trang trí nè. Khoai lang, khoai tây, bông cải. Đa số là rau củ tốt cho sức khỏe. Mời cả nhà cùng ăn tôm hùm với Trân nha. Đây, dĩa tôm hùm nhìn hấp dẫn không cả nhà? Đây, mình sẽ ăn, mình cho review thử ngon không nha. Thịt không ăn đã dễ sợ luôn. Dài, ngon, thơm. Wow. Được. Còn giờ là phô mai nè, tôm hùm sốt phô mai. Hương vị đậm đà. Ngon quá. Quá ngon. Thịt dai và ngon ghê cả nhà ơi. Đã quá.
Mời cả nhà xem con mình nó ăn tôm hùm nha. Có biểu hiện ăn như thế nào đây. Nè con. Ngon quá. Ok, that's it. Give it for mommy. Ngon không con? Con ăn tôm hùm ngon không? Nói cho cả nhà nghe coi. Ngon quá, nói đi. Ngon quá. Ngon quá. Nói tôm hùm ngon quá. You hear daddy ngon quá. You hear daddy? He say ngon quá. He say delicious. Victor love. Mama. Victor like lobster. Victor mama. Like tôm hùm rồi ha. Ngon quá hả Victor? Can you spell mama? Can you spell mama? M-A. M-A. Giỏi mama. Quá. Giỏi quá. Rồi giờ con ăn tôm hùm cho mẹ đi nghe. Tôm hùm ngon không? Tôm hùm ngon quá. Is it good daddy? He said daddy, he said mama. Okay, good. Good job. Đó. Có vẻ món tôm hùm này thành công nha cả nhà. Hai con mình nó ăn được là được rồi đó. Nó kén ăn lắm mà giờ nó ăn được là được rồi đó. Yeah. Đúng rồi. Chào buổi sáng mẹ. Đúng rồi, chào buổi sáng mẹ ha. Giỏi quá. Rồi, để mẹ lấy nước cho uống nha. Rồi, hết nước rồi con à, để mẹ lấy cái khác cho con uống. Nhà này con, nhà này thích uống nước không rồi cả nhà? Đưa nước ngọt không uống, tại vì nhà mình không có thói quen uống nước ngọt á. Dĩa tôm hùm của ông xã đây, tôm hùm bơ, khoai lang, hai loại tôm hùm. Đây, coi cái cách hướng ông của ông ăn như thế nào nha. Eat it, daddy, taste it now. Yes, I did, get ready. The cheese one up. Good. To die for. Is it? Yeah. Okay, good job. Yeah. Ông nó ngon quá cả nhà ơi. Oh, yes. Anh nhỏ ông ăn ngon quá kìa. Ngon quá, ngon quá. Đó, tôm hùm, bông cải, bơ, khoai lang, đầy đủ chất dinh dưỡng. Ghê ơi. Tay kìa. Victor vỗ tay. Victor, vỗ tay đi con. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha. Cả nhà nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút like, share để ủng hộ Trân nha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.